led 24V Milwaukee FPD3, mình test rút lõi gỗ cho anh em coi nhé. Trước giờ là Pledge nổi tiếng là mạnh đúng không? Anh em vừa xem mình khoan đó không? Nhanh hơn Pledge một chút. Và đây, siêu phẩm của chúng ta ngày hôm nay, cơ hội không thể bỏ qua, FPD3 đến từ Milwaukee, tức là mã 2904 của Milwaukee mình hay test đó anh em. Nhưng set combo này giá cực hời, anh em cùng xem clip với Thạch nha. Một chiếc vali như thế này là đã ăn tiền rồi đúng không anh em? Nhưng mà chưa đâu, anh em nhìn trong đây mới đã nè. Bật lên, chúng ta có ngay một chiếc máy, một quả pin 5 chấm đó, thêm một quả pin 8 chấm, thêm một cái cục sạc hai đầu M12 và M18, điện auto on anh em có thể cắm điện thoải mái đi 110 220 vẫn được anh em ha. Đó, một cái tay cầm đi kèm, và cuối cùng là một chiếc vali xịn sò thì anh em có thể để được hết vào đây. Đó, 6.800.000 đồng nguyên một set combo bao gồm vali, bảo hành chính hãng Milwaukee toàn Việt Nam luôn. Nhưng trước khi đi sâu hơn nữa về sản phẩm, mình đi test trước cho anh em coi các cái tác vụ cơ bản ha. Bây giờ đầu tiên sẽ đi test trước một cái mũi dành cho anh em làm camera. Máy có chức năng khoan búa nè, và mình sẽ dùng cái mũi như này và mình sẽ khoan xuyên cái tường này anh em ha. Thử bằng cục pin 5 chấm trước anh em ha. Chút xíu nữa mình sẽ test luôn cái cục pin 8 chấm có trong combo cho anh em luôn. Bây giờ là của anh em camera trước ha. Đây là pin 5 đúng không? Bây giờ là tới mấy anh em điện lạnh nè. Thì thay vì bây giờ rút cục pin 5, không, mình sẽ rút cục pin 8. Đây là cục pin 8 có trong combo. Và anh em sẽ thấy quy lực của cục pin 8 này sẽ phát huy tối đa khi mà nó được dùng trên cái máy FPD3 này anh em ha. Rút cục pin ra đây tầm. Đó, đổi cục pin 8 vào cho anh em coi. Đấy. Rồi, em rút lõi luôn đi. Tốc độ anh em thấy không? Nãy giờ là xong mấy anh điện lạnh, mấy anh bên camera đúng không? Bây giờ tới mấy anh mộc nè. Đó, mấy anh mộc tự nhiên chắc chắn sẽ xài những cái mũi cỡ này. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ test với quả pin 8 anh em ha. Mình sẽ khoan rút lõi gỗ này. Sau đó mình sẽ test luôn cái cục pin 5 này để coi cả hai cái cục này thời gian nó khoan có khác nhau anh em không? Coi có khác nhiều không anh em ha. Rồi, dứt trước đi. Rồi, cục 8 ngọt sớt, tiếp tới cục 5 đi. Đó. Đây, 5 ha. Đó, cục 5 thì lúc nào cũng vậy ha. Dòng xả của nó sẽ không lớn bằng, nhưng cả hai đều chơi được. Và ít có anh em nào sử dụng những cái tác vụ nặng như mình lắm. Còn cái này mình test, thì mình phải test cho nặng. Tại vì anh em xài thì anh em xài thường xuyên, nên cái độ bền máy anh em cần là viên pin phải xả cao. Thì chúng ta có hai viên pin. Đó, bây giờ là tới một cái anh em cuối cùng trong cái ngành nữa là anh em bên cơ khí đi. Khoét sắt cái đầu đi, bây giờ mình sẽ đi test khoét sắt cho anh em cùng xem ha. Đây là cái mũi khoét 22 của Unica anh em ha. Và cái sắt mình, cái thép chứ, mình đang khoét là thép dày khoảng 6mm. Anh em nhìn mình cùng khoét anh em ha.
thấy ghê không? Đó, anh em thấy ha, cái lỗ rất là đẹp anh em thấy không? Đó, với những cái máy như thế này thì hầu như nãy giờ là các cái tác vụ cơ bản từ gia đình cho tới nhôm kính, DIY, thợ mộc, cơ khí các kiểu đều được hết. Bây giờ tới một cái cuối cùng đi, đó là mình sẽ bắt thử coi 10 cái con vít gỗ để xem coi nó có đi được cái tua nhanh không anh em ha, coi sức mạnh nó cỡ nào anh em ha. Đây anh em ha, vít gỗ đó, và cây này là cây khá cứng thì anh em xài cũng khá nhiều rồi. Mình sẽ test một hơi 10 cây đi với cái tốc nhanh nhất anh em ha. Và anh em lưu ý ha, khi anh em khoan bắt gỗ như cái này thì anh em đi cái tốc này đó, đây là chế độ khoan xoay anh em ha, và nó sẽ không gây trượt. Rồi bây giờ mình sẽ thử luôn. Ok anh em, đây là cận cảnh đó, mình test xong rồi, bây giờ mình đi vào chi tiết anh em ha. Đó, như lúc nãy mình nói thấy không, đây chúng ta có một cục sạc hai đầu nè, M12 nè, M18 nè, cái này anh em có thể sạc được cả pin M12 luôn ha. Và đây là sạc AutoVolt đó, điện từ 110V tới 240V đó, sạc chính hãng luôn. Rồi một cái thân máy là chúng ta có thành anh em thấy không, đó FPD3 tức là tương đương với mã Mizuki 2904 đó anh em, và một viên pin 5 chấm, pin này pin chính hãng anh em ha. Đó, gắn vào để vào đây rất là đẹp anh em thấy không. Và bonus thêm cho anh em một quả pin 8 chấm, pin này là pin sấp đóng nhưng sử dụng xe Sony VTC6. Thì nãy giờ anh em nhìn từ đầu tới cuối anh em thấy mình test là anh em biết cái độ khủng khiếp của nó như thế nào rồi đó. Test nãy giờ mà pin đó nặng như vậy, tác vụ nó cũng không hao lắm anh em thấy không, và được bỏ gọn trong một chiếc vali thế này, anh em có thể để đầu hầu hết được vô đây. Thì khi anh em đi làm, tránh trời mưa, tránh kính đáo này kia nọ đồ, rất là đẹp. Và đặc biệt nè, đó, một chiếc vali hàng chính hãng của Mizuki. Đấy. Và xoay qua đây, kéo lên đây, chúng ta có một combo này 6.800.000 đồng, một thân máy, hai viên pin, một viên pin 5A, một viên pin 8A, một cái sạc M12, M18, một tay cầm full vali 6.800.000 đồng, bảo hành toàn bộ 12 tháng. Và đặc biệt máy này là máy chính hãng nên anh em có thể kích hoạt được bảo hành toàn quốc anh em ha. Nguyên một cái set vali này 6.800.000 đồng mình để lại ở đây nãy giờ, anh em nhìn thấy ngay cái góc này đó. Mua hàng thì anh em để ngay cái số điện thoại dưới này cho mình là anh em có thể nhận được tư vấn trực tiếp từ Thạch anh em ha. Rồi clip hôm nay mình test đã xong, bây giờ 2 phút cuối cho phép Thạch xin gửi lời cảm ơn đến quý khán giả cũng như quý khách hàng của Thạch anh em nhé. Đó, hôm nay thứ bảy, nhiệm vụ mình đã review xong cho anh em. Lâu lâu mới có một cái set combo mà gọi là full hùng như thế này dành đến cho anh em. Mizuki FPD3 đến từ nhà Mizuki. Đó, máy này 158 N thôi, như anh em thấy không? Nó làm được hết tất cả mọi việc. Thì phù hợp điện, nước, camera, thậm chí anh em rút lõi điều hòa, thợ mộc, nhôm kính, cơ khí, gần như nó phục vụ được hết rồi. Đó, thì với một chiếc vali xinh đẹp thế này, hai viên pin, một cái sạc thì nó đáp ứng chắc chắn mọi nhu cầu cho anh em rồi. Sau này anh em khi mua thêm những cái sản phẩm khác của Mizuki, chúng ta sẽ không cần mua thêm pin và sạc nữa. Đó là cái thông điệp mình muốn gửi đến cho anh em trong clip ngày hôm nay. Rồi, đó, những gì cần nói, những gì cần làm đã xong. Bây giờ cuối video, cho phép Thạch và các anh em cộng sự xin gửi lời chúc đến quý bác, quý chú, quý anh em DIY cũng như quý anh em khán giả, đặc biệt là các quý anh em khách hàng. Xin gửi đến quý vị và gia đình một lời cầu chúc cho quý vị và gia đình luôn luôn được an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Không biết nói gì hơn, trong tất cả các video của Thạch đều có những cái lời cầu chúc như thế này. Đó, chúc đã xong và Thạch cũng review đã xong. Thì xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần sau. Mình là Thạch, chủ shop 8811, cũng là chủ kênh 8811. Xin trân trọng kính chào mọi người một lần nữa. Xin hẹn gặp lại mọi người vào thứ bảy tuần sau mọi người nhé.